Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp 19 giờ 45 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết là một số nội dung chính trong chương trình tối nay, thứ bảy, ngày 30 tháng 7. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc làm việc với tỉnh Tuyên Quang về kết quả phát triển giáo dục đào tạo và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh. Trong điều kiện khó khăn, tổng kim ngạch xuất khẩu của Tuyên Quang vẫn thu về hơn 101 triệu đô la Mỹ, đạt 72% kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng trên 19% so với cùng kỳ. Công an huyện Lâm Bình tăng cường thực hiện cấp thẻ căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Hàn Quốc nhất trí mở rộng các cuộc diễn tập quân sự chung trong thời gian tới. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang về kết quả phát triển giáo dục đào tạo và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Hầu A Lệnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí Châu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thành phố. Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo. Hiện nay, hệ thống mạng lưới trường mầm non, phổ thông được sắp xếp theo hướng tinh gọn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu học tập của học sinh. Chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn từng bước được nâng lên. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 vừa qua, tỉnh Tuyên Quang xếp thứ 18 trên 63 tỉnh, thành phố. Tỉnh đã triển khai việc tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ người đứng đầu. Tuy nhiên, tỉnh cũng còn rất nhiều khó khăn, hệ thống cơ sở vật chất còn hạn chế. Tỷ lệ phòng học kiên cố ở các cấp học mới đạt 60%. Năm học 2022-2023 còn thiếu gần 5.500 cán bộ giáo viên. Tỷ lệ giáo viên trên lớp và tỷ lệ dạy học 2 buổi trên ngày cấp tiểu học còn thấp. Tỉnh Tuyên Quang kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành trung ương xem xét báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không thực hiện tinh giản biên chế giáo viên ở những tỉnh còn thiếu giáo viên như Tuyên Quang. Cải cách chế độ tiền lương, bổ sung đối tượng xét duyệt học sinh nội trú, bán trú. Đề nghị Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đề xuất Quốc hội bố trí vốn để đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Ủy ban Dân tộc bổ sung nguồn kinh phí cho tỉnh Tuyên Quang thực hiện phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú. Các đồng chí trong đoàn công tác đánh giá cao việc Tuyên Quang đã có rất nhiều chính sách quan tâm đến phát triển giáo dục, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và đề nghị tỉnh Tuyên Quang sớm ban hành đề án phát triển đội ngũ giáo viên, đảm bảo tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn, đáp ứng được việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, tiếp tục có những chính sách chăm lo cho học sinh dân tộc thiểu số. Ủy ban Dân tộc sẽ hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang kiên cố hóa trường lớp học, hỗ trợ nguồn vốn ODA để thực hiện 4 dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nhất trí với những đề nghị của tỉnh tại buổi làm việc. Đánh giá cao những kết quả trong công tác giáo dục đào tạo của Tuyên Quang trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định vai trò quan trọng của cấp ủy chính quyền địa phương với sự phát triển của giáo dục. Tuyên Quang là một tỉnh mà lãnh đạo địa phương rất quan tâm đến giáo dục. Đây là một cái địa bàn còn rất nhiều khó khăn, rất nhiều cái thách thức. Nhưng hiện nay đấy, thì cái kết quả đạt được trong cái lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở địa phương thì cũng đạt vào loại khá. Đặc biệt là khá trên địa bàn cả nước, nếu so sánh trên cả nước thì là đạt một cái chất lượng vào loại khác. Và với một cái nơi mà khó khăn gấp nhiều lần nơi khác mà đạt được loại khá trong cả nước thì như vậy đấy lại là một cái kết quả mà cần phải ghi nhận cao hơn cái mức bình thường. Chúng tôi cũng rất là ấn tượng là về những cái mối quan tâm của địa phương trong việc đầu tư cho giáo dục, những cái chăn trở đối với giáo dục. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mà về phía lãnh đạo ngành giáo dục có thể tin tưởng trong cái tương lai sắp tới
thì giáo dục của địa phương cũng sẽ có rất nhiều những cái cơ hội để phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện đổi mới trong công tác quản lý. Song để đổi mới giáo dục cần có sự đồng bộ từ cơ sở và hạt nhân của đổi mới là người thầy. Thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang cần tập trung cho chương trình giáo dục phổ thông mới, xây dựng tầm nhìn cho phát triển giáo dục. Cái hệ thống giáo dục nó sẽ hài hòa nếu nó đạt được cả một cái tỷ lệ giữa công và tư. Rồi xã hội hóa trong việc chăm sóc, kiên cố hóa trường học, trong cái chăm sóc cho học sinh dân tộc, đẩy mạnh cái kiên cố hóa trường học. Ta nên có một cái giải pháp toàn diện, tổng thể, có lộ trình cho cái vấn đề kiên cố hóa này. Bộ sẽ đặt Tuyên Quang trong vị trí số 1 trong cái việc quan tâm hỗ trợ cho cái chuyện này. Mà quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đấy cho rằng là xác định là cái phát triển đội ngũ giáo viên là một giải pháp trung tâm và quan trọng nhất cho đổi mới. Không thể đổi mới được giáo dục nếu như giáo viên không đổi mới. Ở đây nó có góc độ là đổi mới về mặt cơ cấu, đổi mới về thành phần, về trình độ, về kỹ năng, về phương pháp, với những thành phần mới để đảm nhiệm những môn học mới, kể cả cái đặc biệt là cái tư duy, cái phương pháp, cái cách tiếp cận, cái kỹ năng. Giáo viên mà không có những thứ năng lực và kỹ năng ấy thì không thể đòi hỏi sẽ có cái điều đó ở học sinh được. Cho nên nó cao hơn là cái gọi cái từ chuẩn hóa mà chúng ta đang dùng ấy, là câu chuyện toàn bộ lực lượng phải được đổi mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâm trân trọng cảm ơn những ý kiến của đoàn công tác, ghi nhận cũng như chia sẻ những thành tựu khó khăn của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn, song tỉnh vẫn ưu tiên đảm bảo mọi điều kiện để thực hiện nội dung chương trình giáo dục, đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc trong việc thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo cũng như thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là trong thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi để tỉnh ngày càng phát triển, hội nhập với cả nước. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí có đóng góp trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Chiều nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc đã đi thăm khu di tích Bộ Quốc gia Giáo dục tại thôn Khuôn Chú, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa. Tham gia đoàn có các đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội; Hầu A Lành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ năm 1951 đến năm 1954, cơ quan Bộ Quốc gia Giáo dục được đặt tại thôn Khuôn Chú, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Trong giai đoạn này, nhiệm vụ chính của ngành giáo dục là tổ chức việc dạy và học trong thời chiến, tiếp tục phát triển bình dân học vụ, đẩy mạnh xóa mù chữ và bổ túc văn hóa, thực hiện cải cách giáo dục, chuyển hướng và phát triển giáo dục đại học và chuyên nghiệp. Trong thời gian cơ quan Bộ Quốc gia Giáo dục làm việc tại thôn Khuôn Chú, đã có rất nhiều quyết sách quan trọng đã được ban hành để chỉ đạo các nhiệm vụ về giáo dục. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trồng cây tại khu di tích, thăm và tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Vụ, nơi các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc gia Giáo dục đã ở và làm việc trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Làm việc tại trường Trung học phổ thông Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác đã tìm hiểu, lắng nghe ý kiến của giáo viên giảng dạy trực tiếp về tình hình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, vấn đề chọn sách giáo khoa, tập huấn sách giáo khoa mới, những khó khăn của đội ngũ giáo viên, nhà trường khi thực hiện chương trình này. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bày tỏ mong muốn các thầy giáo, cô giáo, nhà trường tiếp tục khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp dạy và học. Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng 2 bộ máy tính, sách giáo khoa và 100 suất học bổng khuyến học cho học sinh nghèo vượt khó của trường Trung học phổ thông Hòa Phú. Tại trường Trung học cơ sở Hòa Phú, đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị nhà trường sử dụng hiệu quả các trang thiết bị dạy học,
đổi mới kỹ năng và phương pháp giảng dạy để thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành quyết định số 17/2022 về việc phân cấp thực hiện các dự án thành phần, đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó phân cấp triệt để cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có đề xuất đủ năng lực kinh nghiệm quản lý sau khi đã sử dụng tối đa năng lực của Bộ Giao thông Vận tải. Các tuyến cao tốc được phân chia thành các dự án thành phần và phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản theo địa giới hành chính. Yêu cầu đối với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được phân cấp làm cơ quan chủ quản, bố trí vốn đầu tư kể cả trong trường hợp phát sinh tăng tổng mức đầu tư để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo đáp ứng đủ năng lực kinh nghiệm quản lý hoặc có biện pháp tăng cường đảm bảo đủ năng lực kinh nghiệm quản lý thực hiện các dự án thành phần, đáp ứng tiến độ và chất lượng yêu cầu theo quy định của pháp luật. Theo quyết định này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang được phân cấp thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh Tuyên Quang. Chuyển sang các thông tin kinh tế đáng chú ý. Theo báo cáo của Sở Công Thương, 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đã có sự tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh vừa phục hồi sau đại dịch COVID-19, thì đây là kết quả tương đối khả quan. Trong điều kiện khó khăn, tổng kim ngạch xuất khẩu của Tuyên Quang vẫn thu về hơn 101 triệu đô la Mỹ, đạt 72% kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng trên 19%. Đóng góp vào mức tăng trưởng chung của kim ngạch xuất khẩu, mặt hàng bột giấy có mức tăng ấn tượng nhất với 933%. Các sản phẩm chè khô, giấy in viết và hàng dệt may cũng có kim ngạch xuất khẩu khả quan so với cùng kỳ năm ngoái. Để đạt mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu trên 19%, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh cải tiến, đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Để đảm bảo được cái doanh thu cũng như là cái năng suất để kịp tiến độ xuất hàng thì chúng tôi phải quan tâm từ đường kim mũi chỉ và từng cái nhỏ nhất để chúng tôi hoàn thành được một cái sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài. Để mà đáp ứng kịp tiến độ cũng như đáp ứng được cái chất lượng đối với cái yêu cầu của khách hàng ấy thì tổng công ty liên tục có những cái xây dựng các cái kế hoạch từ các phòng ban cho đến xí nghiệp. Là liên tục có những cải tiến, vừa về cải tiến về thao tác, về đáp ứng về chất lượng thì liên tục có các cái cải tiến về cái thiết bị và công nghệ để đảm bảo được cái chất lượng đáp ứng cho khách hàng. Để hỗ trợ hoạt động xuất khẩu, Sở Công Thương đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là đối với việc cấp giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, giúp doanh nghiệp sớm hoàn thành thủ tục xuất khẩu, đồng thời tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, giới thiệu cung cấp thông tin về tình hình cung cầu hàng hóa cho doanh nghiệp, từ đó tạo điều kiện để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các thị trường. Nhiều doanh nghiệp đã khắc phục được khó khăn về nguồn cung, thị trường đầu ra, ổn định hoạt động, tạo nguồn hàng quan trọng cho xuất khẩu. Thường xuyên bám sát những cái doanh nghiệp mà có cái sản phẩm xuất khẩu truyền thống của chúng ta để chúng ta vừa nắm rồi là vừa bám sát đó để giải quyết những cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, ví dụ như lao động, ví dụ như thị trường, cũng thông tin cho các doanh nghiệp xuất khẩu những cái thị trường mới. Hiện nay thì Bộ Công Thương cũng đang tăng cường tích cực là kết nối, gọi là xúc tiến xuất khẩu đi các nước ở châu Á cũng có, châu Phi cũng có, rồi là kể cả châu Âu cũng có, cho nên là ở đây thì mình cũng có tăng cường cái giới thiệu rồi cũng quảng bá để cho các doanh nghiệp của mình có cái mặt hàng mới thì tìm kiếm cái thị trường xuất khẩu mới để làm sao mà cái xuất khẩu của chúng ta đạt được cái kế hoạch trong năm thời gian. Với những tín hiệu vui từ xuất khẩu trong 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh có thể đạt mục tiêu 140 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Trong 7 tháng đầu năm 2022, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và huyện Sơn Dương nói riêng đang phát huy hiệu quả, tạo động lực để khôi phục và phát triển kinh tế. Hầu hết các ngành, các lĩnh vực có xu hướng hồi phục và tăng trưởng trở lại, trong đó có sản xuất công nghiệp. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đang trên đà hồi phục do người lao động trong các doanh nghiệp đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, giúp các doanh nghiệp tự tin khôi phục toàn bộ hoạt động và tìm đơn hàng mới để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Sau cái thời kỳ mà ảnh hưởng COVID-19 thì
huyện cũng đã có nhiều giải pháp để mà cùng với các doanh nghiệp để phục hồi rồi phát triển cái sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp. Trong đó thì thứ nhất là phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để mà đẩy nhanh cái thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng để sớm đưa các nhà máy đi vào hoạt động để có sản phẩm mới trong năm 2022. Cái thứ hai, đối với những dự án đang hoạt động thì huyện cũng thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, chủ động cùng với doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về vốn, nguyên liệu, thị trường, nguồn lao động để mà duy trì cũng như là mở rộng cái sản xuất. Hiện nay hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện được duy trì. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 7 tháng đầu năm ước đạt 3.400 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch tỉnh giao. Kết quả đạt được là do các doanh nghiệp đã tập trung nguồn lực, mở rộng sản xuất đối với các sản phẩm có thị trường tiêu thụ, chú trọng phát triển kết nối chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng, tăng tốc sản xuất, đảm bảo đơn hàng đúng tiến độ đề ra. Bản thân mỗi doanh nghiệp chúng tôi cũng xác định, thì đã là doanh nghiệp ở địa phương nào thì cũng tập trung cao độ cái sức sản xuất, rồi là cái việc làm để cho cái người lao động ở địa phương ấy nó có việc làm, thì để chung tay cùng với lại chính quyền giải bước từng bước những cái khó khăn mà do dịch bệnh nó đem lại. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản xuất công nghiệp năm 2022, hiện địa phương đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp và hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư mở rộng sản xuất, cũng như đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án công nghiệp mới sớm đi vào sản xuất, nhằm góp phần giải quyết việc làm cho người lao động địa phương, cũng như gia tăng giá trị trong lĩnh vực này. Trong phần tiếp theo của chương trình, trong tổng biên chế của toàn hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, có 65.980 giáo viên bổ sung cho các địa phương. Trong những năm qua, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại huyện Sơn Dương đã phát huy được hiệu quả. Tin trong nước, Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế của toàn hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 là 2,234 triệu, trong đó có 65.980 giáo viên bổ sung cho các địa phương. Cụ thể, khối Quốc hội được giao 1.060 biên chế, Chính phủ 210.800, Toán Nhân dân tối cao 15.200, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao 15.860, Kiểm toán Nhà nước 2.100, Văn phòng Chủ tịch nước 90 biên chế. Chính quyền địa phương được giao 1,9 triệu biên chế. Các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương gần 6.300. Cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội ở địa phương 64.260 biên chế. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị quyết định số lượng và quản lý tổng biên chế toàn hệ thống chính trị. Trước đây, biên chế Chính phủ, Quốc hội do các đơn vị này quyết định. Ban Tổ chức Trung ương quản lý biên chế Mặt trận Tổ quốc, Tổ chức Chính trị, Ban Đảng cấp Trung ương, cấp huyện, cơ sở do Chính phủ quyết định. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022 đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng. Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh nhóm ngành này năm nay đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu không nhân hệ số của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi môn thi về cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Cụ thể, ngưỡng xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm, riêng đối với các ngành giáo dục thể chất, ngành sư phạm âm nhạc và ngành sư phạm mỹ thuật là 18 điểm. Ngưỡng xét tuyển vào ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa. Các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành. Triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục hồi chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Hiện nay, Công an huyện Lâm Bình đang tăng cường thực hiện cấp thẻ căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Thời gian qua, Công an huyện Lâm Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tính ưu việt, lợi ích và những thuận lợi khi công dân sử dụng căn cước công dân gắn chip điện tử và mã định danh cá nhân trong hoạt động dân sự. Huyện Lâm Bình cũng đã thành lập tổ công tác đề án 06, phối hợp với các cơ quan đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo tiến độ cấp căn cước công dân và mã định danh điện tử cho tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn. Phấn đấu đến ngày 20 tháng 8 năm 2022, hoàn thành 100% chỉ tiêu. Đến thời điểm này đã cấp căn cước công dân và mã định danh điện tử cho cán bộ công chức viên chức được trên 1.300 người, đạt hơn 87%.
Sau khi có thông báo của công an huyện về đi làm cái mã định danh điện tử ở tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân huyện, thì tôi đã chủ động đến Ủy ban nhân dân huyện để làm cái mã định danh điện tử, làm thì rất thuận lợi. Công an huyện cũng đã thành lập 2 tổ công tác cấp căn cước công dân và mã định danh lưu động đến các xã thị trấn để cấp cho người dân. Chỉ đạo công an các xã thị trấn phối hợp với trưởng thôn bản đến từng hộ gia đình, rà soát số công dân đã cấp, chưa cấp để tuyên truyền vận động người dân đi làm căn cước công dân và mã định danh theo đúng thời gian quy định, đảm bảo cho công tác này diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Trưởng thôn thông tin đến cho, với công an xã thông tin đến, tôi thu xếp thời gian về làm căn cước đúng thời điểm và để sau này mình có cái giấy tùy thân cho bản thân mình. Tôi thấy cán bộ đây làm việc nhiệt tình và nhanh gọn, rút ngắn thời gian, tôi rất hài lòng. Hiện nay cái đề án 06 của trên địa bàn huyện này cơ bản thực hiện cũng đảm bảo tiến độ. Về riêng cái cấp căn cước công dân cho cái số công dân hiện nay chưa được cấp, thì thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh thì công an huyện đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công an các xã thị trấn tiến hành rà soát toàn bộ số công dân địa phương mình hiện nay chưa được cấp căn công dân, và theo lộ trình là đến 20 tháng 8 là chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức cấp căn cước công dân cho cái số chưa được cấp này, đảm bảo theo tiến độ. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cấp căn cước công dân và mã định danh điện tử, thời gian tới, Ủy ban dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện đề án 06. Gắn trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể với công tác vận động, tuyên truyền, đảm bảo cho việc cấp căn cước công dân và mã định danh điện tử đạt hiệu quả, tiến độ và chỉ tiêu kế hoạch giao. Trong những năm qua, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại huyện Sơn Dương đã phát huy được hiệu quả, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân địa phương. Cuối năm nay, xã Hảo Phú phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, xã đã tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội là một kênh quan trọng giúp người dân nơi đây có thêm nguồn lực để sản xuất, với dư nợ gần 20 tỷ đồng. Nguồn vốn đã được người dân sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả phát triển kinh tế. Đối với nguồn vốn Ngân hàng Chính sách đầu tư cho nhân dân vay để phát triển sản xuất thì nó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Hảo Phú trong các năm giảm bền vững. Và từ nguồn vốn đó mà nhân dân đã tập trung chăn nuôi, đầu tư chăn nuôi, phát triển sản xuất, và hàng năm thì cái tỷ lệ hộ nghèo đã giảm vượt mức cái kế hoạch giao. Hiện nay dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn huyện Sơn Dương đạt trên 700 tỷ đồng. Gần 19.000 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác đã được vay vốn. Các xã thị trấn, các tổ chức nhận ủy thác thường xuyên kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay của nhân dân. Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn. Người dân cũng đã chủ động sử dụng nguồn vốn theo đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống. Với tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm trên 10%, Ngân hàng Chính sách cũng góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện Sơn Dương. Đối với cái nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, thì tổng dư nợ trên địa bàn xã là trên 18 tỷ đồng. Cho các hộ gia đình, đặc biệt nhất là gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn. Thế để đối với các hộ nghèo và các hộ cận nghèo vay vốn để nhằm về cái mục đích thì sử dụng đúng hiệu quả theo cái mục đích, theo cái chủ trương của gia đình vay. Hiện nay thì đang tập trung vào chủ yếu là trồng cây lâm nghiệp, về chăn nuôi. Tập trung vào những cái mà cây chè. Làm nào thì đối với các hộ nghèo cũng là được cái vay vốn này thì cũng là tập trung vào để sản xuất cho nó có hiệu quả nhất, nhằm mục đích là thoát ra khỏi nghèo trong cái giai đoạn tới. Hiệu quả từ nguồn vốn chính sách trên địa bàn huyện Sơn Dương đã giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đưa Sơn Dương ngày càng phát triển. Tin quốc tế, Mỹ và Hàn Quốc nhất trí mở rộng các cuộc diễn tập quân sự chung trong thời gian tới. Đây là tuyên bố được đưa ra ngày 29 tháng 7 sau cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và người đồng cấp Hàn Quốc đang ở thăm Washington. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau cuộc hội đàm song phương cũng nêu rõ,
hai bộ trưởng nhất trí kết hợp cuộc tập trận chung của hai nước trong nửa cuối năm 2022 với cuộc tập trận của chính phủ và tiếp tục củng cố thế trận răn đe của các đồng minh, bao gồm cả hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và các tài sản chiến lược của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, hai bộ trưởng cũng đã đề cập và nhận định về các điều kiện an ninh hiện nay trên bán đảo Triều Tiên sau một loạt các vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng. Các nhà khoa học mới đây cảnh báo tình trạng nắng nóng ở châu Âu trong tháng 7 đã làm cho nhiệt độ biển Địa Trung Hải tăng cao, có nguy cơ tàn phá các hệ sinh thái biển và giết chết nhiều loại sinh vật trong vài tuần tới. Nắng nóng khắc nghiệt ở châu Âu những tuần qua đã gây ra các vụ cháy rừng và khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Song ảnh hưởng của nó không chỉ ở phạm vi đất liền. Đợt nắng nóng cùng với sự dịch chuyển của các dòng hải lưu kết hợp với sự ổn định của bề mặt biển đã khiến nhiệt độ vùng biển, ven bờ, Địa Trung Hải tăng thêm vài độ C so với nhiệt độ trung bình cùng thời điểm hàng năm là 24-26 độ. Nắng nóng ngoài biển, hình thái thời tiết ít được giới nghiên cứu quan tâm hơn so với nắng nóng trên đất liền, đang diễn ra ngày càng thường xuyên do biến đổi khí hậu, làm gia tăng áp lực lên hệ sinh thái trên biển, vốn đang phải hứng chịu tình trạng đánh bắt quá mức và ô nhiễm do rác thải nhựa. Chứng khoán Mỹ phiên giao dịch ngày 29 tháng 7 tiếp tục đà tăng điểm những phiên gần đây sau dự báo lạc quan từ Apple và Amazon. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức tăng phần trăm tháng lớn nhất kể từ năm 2020. Theo giới quan sát, các báo cáo thu nhập khả quan từ các công ty công nghệ lớn đã giúp cổ phiếu tăng giá, trong khi giới đầu tư không thể quan tâm quá nhiều tới một dấu hiệu khác về lạm phát tăng cao. Các dự báo tích cực từ Apple và Amazon cho thấy khả năng phục hồi của các công ty khổng lồ để tồn tại trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Cổ phiếu của Amazon đã tăng 10,4%, thông báo doanh thu quý 2 tăng trưởng ấn tượng, chưa kể doanh số bán quảng cáo tăng vọt 18%. Công ty thương mại điện tử này cũng đưa ra triển vọng doanh thu quý hiện tại khả quan. Cổ phiếu của Apple cũng đã tăng 3,3% sau khi báo cáo thu nhập và doanh thu cao hơn mong đợi. Bộ Y tế vừa có quyết định số 2099 về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người. Theo hướng dẫn này, bệnh nhân mắc bệnh trải qua 4 giai đoạn khởi phát bệnh và phải cách ly tối thiểu 14 ngày. Các cơ sở y tế cần phải thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly các trường hợp bệnh nghi ngờ và xác định mắc bệnh. Ngoài ra, sử dụng thuốc điều trị đặc hiệu ở những trường hợp nặng và cơ địa đặc biệt, trẻ sơ sinh, người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và các quy định của Việt Nam. Đến đây, chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.